Hi, xin chào các bạn. Hôm nay thì mình đang có trên tay ở đây là chiếc Samsung Galaxy M34 5G, một sản phẩm rất là mới đến từ nhà Samsung các bạn. Thì khi mà nói đến dòng Samsung Galaxy M thì chúng ta sẽ nghĩ ngay đến là dung lượng pin nhiều các bạn ha, và cực kỳ trâu. Thì xem M34 của Samsung trong năm nay sẽ có cái gì đặc biệt không các bạn nha. Rồi, đây là chiếc hộp máy của chúng ta. Rất là mỏng, cũng giống như những chiếc máy trước đó có hẹn ha. Rồi, đập hộp thôi. Rồi, đầu tiên thì ở đây chúng ta sẽ có một cái que chọc sim. Sách hướng dẫn cộng cáp C2C. Rồi, đây là nhân vật chính của chúng ta, màu bên hãng gọi là màu xanh nhạt các bạn. Nó sẽ có hai màu, màu xanh nhạt và màu xanh đậm các bạn ha. Rồi, mở hộp cái. Wow. Thiết kế bóng bẩy luôn các bạn. Cực kỳ bóng bẩy luôn. Cầm khá là nặng tay nha. Rồi, đầu tiên thì chúng ta đi vào màn hình. Ở đây con Samsung Galaxy M34 này sẽ có màn hình là 6,5 inch với tần số quét màn hình lên đến là 120Hz các bạn nha. Các bạn vô tư chơi game mà với cái tần số quét rất là mượt mà luôn. Đây, 120Hz. Và các bạn có thể chỉnh xuống mức độ tiêu chuẩn là 60Hz. Samsung Galaxy M34 này sẽ có màn hình là với công nghệ màn hình là Super AMOLED. Với độ sáng màn hình là 1000 nit và mặt kính sẽ được tích hợp kính cường lực QLED 5 các bạn. Quá ngon luôn. Màn hình Super OLED cho các bạn hiển thị màu sắc rất là trung thực và sống động ha. Đẹp nữa. Rồi về camera, Samsung Galaxy M34 sẽ được trang bị camera selfie phía trước với độ phân giải là 13 megapixel với những tính năng chụp đêm, làm đẹp shot phong và bộ lọc màu. Chúng ta sẽ có cụm 3 camera phía sau với camera chính lên đến là 50 megapixel các bạn, và hai camera phụ lần lượt là 8 và 2 megapixel ha. Thì ba camera phía sau này sẽ có những tính năng chụp như các bạn có thể chụp shot phong nè, chụp cận cảnh, zoom quang học vân vân, chụp ban đêm và chụp chuyên nghiệp ha. Nó sẽ được trang bị con chip là Exynos 1280 5G và sử dụng hệ điều hành là hệ điều hành Android 13 mới nhất các bạn nha. Samsung Galaxy M34 này sẽ được trang bị RAM trên máy là RAM 8GB, bộ nhớ ở đây là 128GB các bạn. Sử dụng được công nghệ 5G. Samsung Galaxy M34 sẽ được trang bị viên pin là 6000 mAh và nó sẽ hỗ trợ các bạn sạc nhanh tối đa là 25W các bạn. Dung lượng pin 6000 và sạc nhanh là 25W. Máy sẽ có mở khóa bằng vân tay ở cạnh viền là ngay nút nguồn các bạn ha, và mở khóa bằng khuôn mặt. Máy sẽ được thiết kế nguyên khối với cái mặt lưng này và cái khung này là đều bằng nhựa các bạn, mặt lưng bóng này nhưng mà là nhựa nha, không phải kính đâu, và cái khung này cũng đều bằng nhựa các bạn. Máy do dung lượng pin khá cao nên cảm giác cầm nắm sẽ nặng tay so với các cái máy hãng khác các bạn của hãng luôn ha. Với cái mặt lưng bóng này nó sẽ rất là dễ cho các bạn sử dụng, nhưng mà nó sẽ với mặt lưng với thiết kế mặt lưng bóng như vậy thì các bạn sử dụng sẽ rất là dễ bám vân tay vào mồ hôi ở phía sau cái mặt lưng này các bạn. Các bạn mình cầm xíu là nó sẽ thấy bám vân tay rất là nhiều ha. Samsung Galaxy M34 hiện tại các bạn mua sẽ có giá là khoảng 7.990.000 tại thế động các bạn. Một chiếc máy phân khúc giá tầm trung nhưng mà cấu hình cũng rất là mạnh các bạn nha. RAM 8, bộ nhớ 128GB, sử dụng được công nghệ 5G, pin 6000, tần số quét màn hình 120Hz. Không có gì để chê trên chiếc máy này các bạn ha. Quá ngon luôn. Rồi thì mình vừa giới thiệu cho các bạn sơ lược về chiếc Samsung Galaxy M34. Các bạn có thắc mắc gì cứ để lại comment bên dưới nha, mình sẽ phản hồi các bạn lại sau.
Nhớ nhấn đăng ký kênh để nhận được thông báo khi mình ra video cập nhật giá mới nhất nha. Bye bye.